Chào anh em yêu cây trên cả nước. Đây là toàn cảnh triển lãm đang diễn ra tại Ninh Bình. Tất cả những cái siêu phẩm đang được hội tụ tại triển lãm Ninh Bình. Anh em đến thăm những tác phẩm tùng rồi là xanh. Nhìn thực tế mới thấy cái độ hoành tráng của những tác phẩm. Xin phép để chia sẻ từng tác phẩm với anh em yêu cây. Nhìn thực tế mới thấy tác phẩm. Đây là tác phẩm Duyên Tùng của nhà vườn Toàn Thu. Tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần chắc là chia sẻ nhiều với anh em rồi, không cần phải nói thêm nữa.
Tác phẩm này hôm trước là có anh Ninh và Mười trừ về với nhà vườn toàn thu là chỉnh sửa lại một số chi tiết. Chỉnh sửa lại một số chi tiết so với lại là hôm trước tác phẩm của anh. Vâng, tác phẩm thứ 3 của nhà vườn toàn thu là tác phẩm dưới Thiên Long của hội. Anh em nên ở gần thì nên đến chiêm ngưỡng những tác phẩm này. Thì thực ra thì quay qua video thì nó cũng không được chuẩn giống như ngoài thực tế. Nhìn ngoài độ, ngoài thực tế thì mới thấy là nó cái độ khủng của tác phẩm. Đắt quá hoành tráng. Tác phẩm tiếp theo của nhà vườn toàn thu là tác phẩm Phong Vân Thập Toàn. Xin mời các vị đại biểu di chuyển lên khách sạn dưới tầng 3 để lễ khai mạc được bắt đầu. Vâng. Xin mời các vị đại biểu di chuyển lên khách sạn dưới tầng 3 để lễ khai mạc được bắt đầu ạ. Bàn thế à? Thử chạy thân. Vâng, đây là bốn tác phẩm đỉnh cao của nhà vườn toàn thu. Nhìn ngoài thực tế cái tác phẩm tùng của vườn toàn thu này đẳng cấp. Vâng.
Vâng, sẽ chia sẻ tiếp với quý vị các bạn những video tiếp theo.